rồi mẹ nhìn cái bánh bông lan đó mẹ. Đúng rồi. Để cho chị hai ngày mai đi học về chị hai ăn nữa. Ôi, nó dính mẹ. Ừ. Rồi. Cái phần này là của mình nha. Con múc phần này con ăn nha. Còn phần này để cho cô hai bác hai nha. Dạ. Ừ. Rồi nè con. Cảm ơn mẹ. Ừ. Trước khi ăn là con phải làm sao? Dạ con mời ông bà cô chú ăn bánh kem. Con mời mẹ ăn bánh kem. Mình mời các bạn ăn bánh kem. Ừ. Lâu lâu Nhi nó thèm bánh kem mọi người. Thôi mình mua cho nó cái bánh kem. Nó ăn thích ăn bánh kem lắm. Con múc coi chừng cái tay con đụng vô đây nha. Ừ, cái phần này để dành cho cô hai bác hai. Đúng rồi mẹ. Ừ. Ngon không? Ngon. Dạ ngon mẹ. Mẹ ăn đi. Ừ. Đây mẹ ăn. Ôi mà thích ăn cái bánh kem này lắm luôn á.